Thì ngoài nó tích hợp những chức năng hiện đại, chúng ta thấy nó có cả điều chỉnh vang số ở trên này, thì nó sử dụng được cho cả người mà chưa kiến thức về âm thanh nhiều lẫn người có kiến thức chuyên sâu về âm thanh luôn. Vui không cả nhà? Vâng, về audio hay xin chào cả nhà. Rất vinh dự khi hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Câu này nói hoài luôn đúng không cả nhà? Nhưng mà thông cảm cho mình thì đó là gọi là câu slogan của mình rồi. Ok, video này thì mình sẽ mang đến cho cả nhà chúng ta một sản phẩm loa xách tay nhỏ gọn thuộc dòng cao cấp trước đây hoặc là trên thị trường. Có thể cả nhà chúng ta đã biết đến một mẫu tương tự như vậy, đó là Sansui SS0304. Vậy thì ngay trong video này có thể chúng ta sẽ bật lên một câu hỏi này: hai mẫu này có gì khác biệt? Khi mà về hàng mẫu này thì mình cũng có nhiều thắc mắc và nghi vấn trong đầu, tại vì mình thấy nó khá giống Sansui SS30304, nhưng mà chỉ khác cái là thay vì Sansui, cả hai đều là bằng gỗ, nhưng mà Sansui thì chúng ta thấy là bên ngoài là bằng da và bọc cho chúng ta là 8 cái ốp như thế này. Thì ở bên này là mẫu phi dăng, có model là QX0602. Ok, đây thời gian QX0602 thì chúng ta thấy được làm bằng gỗ theo cái phong cách sơn BU. Mình có hai suy nghĩ nổi lên trong đầu, đó là thứ nhất á, là có thể nó khác nhau về âm thanh, thứ hai mình nghĩ rằng là y chang nhau nhưng mà chỉ khác về ngoại hình thôi, tại vì nói về micro phụ kiện ở trong thùng y chang, thùng cũng giống y chang luôn. Ok, và sau khi mà thử qua so sánh hai mẫu này thì mình thấy là phi dăng mang đến cho chúng ta cái độ vang á, cái echo và cái reverb của nó á, thì cái quãng của nó ngắn hơn so với cái quãng của Sansui SS0304. Ở đây ngắn hơn không phải là nó kém chất lượng hơn, ok không cả nhà? Mà vấn đề là nó thiết kế thêm một cái gu riêng, có nghĩa là cái gu ai mà chúng ta không thích cái độ vang nó nhiều quá thì là nên chọn phi dăng. Thêm một cái nữa là chúng ta thấy là nó là thích cái độ nổi bật, thật sự con này cầm nhìn có vẻ nó sang trọng hơn. Theo cái gu, tại vì gỗ mà thường thì chơi gỗ gọi là đại gia đúng không cả nhà, còn như bên này dùng da thì kiểu như là không phải là nó không sang, nhưng mà có thể là cái gu của chúng ta là một cái gu thích đơn giản hơn, thùy mị hơn, nết na hơn xíu. Còn bên này thì có vẻ là phú ông hơn đó, kiểu như là phú bà phú ông, kiểu sang trọng bóng loáng. Ok, hai gu khác nhau rồi, chúng ta sẽ thấy là đều có tay sắt như thế này đó. Còn lại thì sau khi mà thử qua thì tất cả đều giống nhau cả nhà ha. Cái mẫu Sansui SS0304 này về chức năng nè, về cách âm y chang nhau, cách âm micro cũng y chang nhau, chỉ khác đúng cái chỗ mà vang mà mình nói đó thôi. Ok, nhưng mà mình vẫn sẽ review lại sơ lược cho cả nhà chúng ta hiểu. Còn nếu mà chúng ta muốn nắm chuyên sâu về mẫu loa này thì chúng ta cứ xem cái mẫu review cái mẫu Sansui SS0304 này thì nó y chang vậy đó, không khác gì hết. Rồi, chúng ta sẽ thấy là về thùng này đây. Thực ra mình nghĩ rằng là hai mẫu này nó cùng một cái nhà máy sản xuất, ok, và mình nghĩ là chủ của hai hãng này là một. Tại sao họ ra hai thương hiệu? Có khả năng là mình nghĩ là cái chiến lược của họ á là giống kiểu là không muốn bị ảnh hưởng nhau á, ok, không muốn bị ảnh hưởng nhau, hoặc là họ đang phủ ở một thị trường nào đó mà ở thị trường đó thì họ muốn không cho người ta biết cái nói chung thương hiệu, họ đánh hai cái phân khúc. Tức lại là mình nghĩ là có lý do nào đó từ hãng. Còn sau khi mà xem qua hết thì mình nghĩ là chủ hãng hoặc là nhà máy sản xuất của hai mẫu này là một. Ok, chúng ta thấy là nó y chang nhau đến cả thùng mọi thứ về thiết kế bên trong đây. Về micro chất lượng ngang bằng luôn cả nhà nha. Nên chúng ta đừng lo rằng là chúng ta đừng sợ rằng là cái mẫu cái hãng phi dăng này nhái SS304, mình nghĩ đây không phải hàng nhái, tại vì chất lượng y chang nhau. Nó thấy về cục sạc mình đã kiểm tra rất là kỹ trước khi làm video rồi. Rồi ở trên này chúng ta thấy micro nè, y chang. Bên này cũng vậy luôn. Đây, bên này thì Sansui, bên này thì phay dăng, đúng không? Về mực in mọi thứ y chang luôn. Chúng ta thấy nè, không khác gì hết. Bên trong cũng tặng cho chúng ta phụ kiện bao gồm như thế này. Đây, bên trong tặng phụ kiện gồm hai cái jack và hướng dẫn sử dụng mọi thứ bảo hành, tóm lại là y chất, không có gì phải nói.
À, vậy thì mình sẽ đi vào vấn đề chính là những ai chúng ta nên mua mẫu này. Thì những ai mà chúng ta không cần cái công suất quá lớn, như này, chúng ta theo một cái gu thanh lịch, một gu nhẹ nhàng, tận hưởng, chill, phong cách. Tại vì khi mà chúng ta đi chơi nhóm nhỏ mà chúng ta xách theo những cái loa này, hoặc chúng ta chơi trong những không gian nhỏ, cầm những loa này rất là sang chảnh. Mình dùng từ sang chảnh luôn. Có vẻ giống như là chúng ta là một cái gì đó giống như xài đồ hiệu vậy đó. Cầm như vậy rất là sang. Và đừng xem thường nó nhỏ như vậy. Tại sao nó nhỏ như vậy? Nhưng mà nó có mức giá bán hiện tại ở trên thị trường tầm 4,5 triệu. Không đơn giản, tại vì ngoài nó tích hợp những chức năng hiện đại, chúng ta thấy nó có cả điều chỉnh vang số ở trên này. Nó tích hợp cái hệ thống điều chỉnh chuyên nghiệp của dàn âm thanh karaoke luôn. Đây chúng ta thấy nè, phía sau có đầy đủ khả năng cho chúng ta live stream, đúng không ạ? Kết nối các cổng, rồi có cổng guitar, cổng mic riêng. Và mẫu loa này thiết kế cho chúng ta rất là chắc chắn, dùng lục giác, tối ưu cái không gian điều chỉnh. Ở đây không phải là mình nói là tối ưu chức năng mà tối ưu cái diện tích á. Nhưng chúng ta thấy nè, mẫu loa này thiết kế cho chúng ta âm thanh vòm 360. Có nghĩa là gì? Thông thường các mẫu loa chúng ta chỉ đánh một hướng như vậy. Nhưng mà mẫu này phía sau chúng ta có gắn một loa phụ này, một loa phụ như vậy thì nó đánh để nó tỏa vòm âm thanh. Đặc biệt là khi chúng ta để dưới đất á, thì nó cộng hưởng để nó tỏa ra, nó tạo ra một cái công suất lớn. Và chúng ta không thích tỏa như vậy, chúng ta để trên cao. Ok, nó có nhiều gu để chơi. Và mẫu này á thì nó sử dụng được cho cả người mà chưa kiến thức về âm thanh nhiều, lẫn người có kiến thức chuyên sâu về âm thanh luôn. Để mình nói cho chúng ta dễ hiểu, ví dụ như chúng ta là một người chưa có am hiểu nhiều về âm thanh, chúng ta không thích điều chỉnh rắc rối, thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh 6 nút ở trên này là đủ để chơi rồi, ngon lành cành đào. Ok, nhưng nếu chúng ta là một người khó tính, có độ thẩm âm cao, thì chúng ta truy cập vào một cái app. Nó có một cái app có tên là Phayan như thế này. Và chúng ta vào điều chỉnh, nó y chang cái app xanh xui vậy đó. Ok, chúng ta vào điều chỉnh trong đó rất là chi tiết, các cái equalizer ở trong đó, mọi thứ. Thậm chí là chỉnh được của guitar chi tiết luôn. Con này dùng để biểu diễn trong một cái phòng nhỏ thì thôi rồi, khỏi cần nói luôn cả nha. Rất là êm, ấm, phê và chất âm, chất lượng. Ok, con này nghiêng không nghiêng về gọi là độ hầm hố về to rống rồi đâu, mà nó nghiêng về độ chiêu, độ chất lượng, sâu sắc. Đó thì nó dành cho những cái ai mà gu như vậy. Ok, rất là nhẹ luôn. Cái này nữ mang theo đẹp, sang trọng, quý phái. Mình cầm trên tay, mình cảm giác của mình thì nó chỉ khoảng 2kg. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nhạc sơ sơ qua. Và mình thử micro để cả nhà chúng ta cùng cảm nhận cái chất lượng âm thanh của mẫu loa này nhé. Từng chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiên tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tìm đâu môi hôn đã xa, đã trao hôm nào. Mưa buồn như gió đi bước chân mình qua nơi này, trái tim đau quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ. Tìm nhau trên lối về, gửi vào trang ký ức. Nghe phê quá vậy nha. Nhưng mà do thời lượng video không có nhiều, mình đâu có dám nghe tiếp đâu. Mình phải đổi nhạc. Bây giờ chúng ta đến với nhạc mạnh đi ha. Thật sự là những cái mẫu loa nhỏ như vậy, một số khách quý đòi hỏi là sao anh thấy bass nó đánh không có mạnh bằng mấy cái loa 4 tấc em. Mấy loa 4 tấc cũng ngang giá con này mà. Thật sự là chúng ta so sánh như vậy hơi căng. Ok cả nha. Làm sao chúng ta có thể đòi hỏi một cái khung, chúng ta phải hiểu là một cái không gian nó nhỏ như vậy này thì cái độ cộng hưởng để tạo ra bass nó khó gấp nhiều lần so với một cái thùng lớn. Một cái thùng lớn để tạo ra bass rất dễ, nhưng mà cái mẫu loa này nó đánh được chép và bass như vậy đã là quá tốt rồi. Thật sự là rất là đỉnh cao để sản xuất được những cái mẫu loa nhỏ như vậy mà đánh được như vậy. Nên là chúng ta không thể nào so sánh theo góc độ như vậy được. Chúng ta không thể nào đi so sánh là em ơi sao mà cái con siêu xe Lamborghini rồi nó có 2 chỗ ngồi mà nó mắc dữ em. Còn anh mua con Innova 7 chỗ
hoặc là con Carrera 9 chỗ của Kia có tỷ mấy, không thể so sánh như vậy được. Ok vậy nha. Còn vấn đề là chúng ta nhắm vào vấn đề gì? Cái con này chúng ta nghe chiêu rất là sướng luôn, chép chung khỏe sáng mình nghe nó êm tiếng, nó sâu sắc và nó lắng động, nghe rất là đã. Ok, còn bass thì nhỏ như vậy, bass như vậy là quá good rồi. Rồi mình sẽ thử nhạc quẩy nha, nhạc remix cực mạnh. Sau khi mà chúng ta nghe qua về nhạc sàn á, thì theo như cái góc nhìn của mình á, thì mẫu này á sẽ không phù hợp cho những ai mà thích quẩy đâu. Nó là nghe nhạc sàn nó vẫn hay, mình không nói là nghe nhạc sàn không hay, nhưng mà nó không có đủ cái độ sướng. Tức là hầu hết tại sao chúng ta vào vũ trường chúng ta nghe để chúng ta quẩy, tại vì cái công suất và cái độ lực của nó đủ lớn, nó đánh cho chúng ta, nó đánh mà chúng ta muốn văng đi luôn á, thì cảm giác nó mới đã, đúng không? Nhưng mà mẫu này thì mình nghe á, mình cảm thấy là nó phù hợp cho những ai chúng ta chill, chúng ta du dương, chúng ta chơi với cái cảm giác là thư giãn hơn so với kiểu là đập rầm rầm rồi nhảy quẩy cái kiểu. Ok, chắc âm thì rất là sáng mịn rồi, còn bass thì mình thấy đánh vừa phải. Ok, bây giờ mình sẽ thử cái micro cho cả nhà chúng ta cùng nghe thử ha. Đây micro rất là đẹp luôn ha, điều chỉnh cho chúng ta đầy đủ ở trên này luôn, rất là đáng. Cái này chúng ta điều chỉnh được giọng trẻ em, người lớn ở trên này nè. Đây này. Alo. Để mình đổi giọng cả nhà. 1 2. Giọng này giọng người lớn tuổi nha. 1. Alo. 1 2. Alo. 1 2. Alo. 1 2. Alo. Rồi chúng ta sẽ thấy được là độ hút rất là tốt. Hiện tại cái mức âm lượng mic này mình coi, mình đã để 50%. Đây, cho mình em đang coi nha. Thật sự là cái loa này chép của nó khỏe quá. Cái âm, cái mic rồ, nếu mà chúng ta đang nghe mà có bass, chúng ta sẽ phải đi sát này. Chúng ta phải đi sát cái miệng vào mic chúng ta mới nghe nó có bass. Còn nếu mà chúng ta để sang như vậy thì nghe chép thôi, chép chung. Nhưng mà sáng rồi, quá rõ và quá sáng nên là tốt quá, tốt và chất lượng quá, nghe mịn luôn. Độ hút thì tuyệt vời rồi, chúng ta thấy mình để 50%. Vừa rồi âm thanh của mình á là chưa có điều chỉnh trên equalizer vang số ở trong app nha. Ai mà chúng ta muốn chất lượng hơn, ví dụ chúng ta muốn tăng bass, tăng thêm công suất luôn, hay là tăng thêm về mọi thứ đầy đủ hết luôn, cả về guitar rồi rồi luôn, thì chúng ta lên app là có hết, chỉnh từng ly tí giống như cái bàn DJ vậy, chúng ta kéo và điều chỉnh đầy đủ hết các giải tầng từ cao tới thấp luôn. Ok, nhưng mà như vậy sơ qua là quá tuyệt vời rồi. Những ai mà giọng yếu, chúng ta muốn chơi dài hạn thì sử dụng khá là tốt. Đặc biệt là mẫu này á, thì cho chúng ta cái thời lượng sử dụng nó trung bình khoảng được từ 3 đến 5 tiếng lận, nên là chơi cũng rất là sướng. Ok, không biết là sau khi mà mình thử qua mẫu loa này thì cả nhà chúng ta có cảm nhận như thế nào. Đừng quên bình luận xuống bên dưới để xem ai sẽ có những cái góc nhìn phân tích tinh tế, hoặc là có những cái góp ý nào hay. Ok, và cả nhà chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật vào những video tuyệt vời sắp tới. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.